Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019. Ban tổ chức tỉnh ủy làm việc với thường trực huyện ủy Bố Trạch. Hội nông dân huyện Quảng Trạch học tập và làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 8 tháng 10, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thông cáo nêu rõ, buổi sáng Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019. Tham dự có cả đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Quý 3 thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định. Cụ thể, công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến. Trong quý 3 đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch chi tiết và 15 nhiệm vụ quy hoạch. Về nông nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá cả về đánh bắt và nuôi trồng, với sản lượng thủy sản 9 tháng ước thực hiện trên 66.300 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Công nghiệp tăng trưởng khá với giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt trên 8.900 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch được tăng cường. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 9 ước thực hiện 3.230 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Cũng trong quý 3, Quảng Bình đã tổ chức thành công hoạt động xúc tiến đầu tư tại Phần Lan và Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên, có đánh giá cho thấy trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Kết quả sản xuất trên một số lĩnh vực đạt thấp, công nghiệp xây dựng tăng trưởng chưa đồng đều. Một số chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiều dự án còn chậm tiến độ. Vì vậy, phiên họp đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế, đặc biệt là ở một số nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đạt thấp để tìm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong những tháng còn lại của năm 2019. Chiều qua ngày 8 tháng 10, Ban tổ chức tỉnh ủy do đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Bố Trạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban tổ chức tỉnh ủy đã được Thường trực Huyện ủy Bố Trạch thông báo tình hình và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, tổ chức bộ máy cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và công tác chỉ đạo thực tiễn, triển khai đồng bộ toàn diện, có trọng tâm trọng điểm trong việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính và sát nhập giải thể một số đơn vị sự nghiệp. Các tổ chức đảng đã được sắp xếp cơ bản đồng bộ, thống nhất với tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị xã hội và địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác biên chế, đào tạo, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp được Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện tích cực quan tâm chỉ đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh đã đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng đảng của huyện Bố Trạch trong thời gian qua. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để tinh gọn bộ máy, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp,
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021 theo lộ trình đã đề ra, tập trung chỉ đạo việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn. Sở Nội vụ vừa có công văn về việc tiếp tục triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức, người dân nghiên cứu sáng kiến giải pháp cải cách hành chính để tham gia cuộc thi tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019. Tổng hợp các bài dự thi có chất lượng gửi về phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2019 để chấm điểm chung khảo. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp cả đơn vị địa phương liên quan, căn cứ tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh xác định cụ thể nội dung lộ trình xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Đồng thời, có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các đơn vị địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí hợp lý các nguồn lực từ ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương cho các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020. Được biết, năm 2019, Quảng Bình có 5 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, gồm Phong Thủy, Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Bảo Ninh, Quang Phú, thành phố Đồng Hới, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, và 3 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Đến nay, các xã đang tích cực triển khai phấn đấu về đích theo đúng tiến độ đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó huyện Minh Hóa được phân bổ trên 28 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được phân bổ trên 28 tỷ đồng, trong đó nguồn đầu tư phát triển trên 23,5 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp trên 4,4 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục. Tập trung nhất là đầu tư các chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, huyện Minh Hóa có 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí nông thôn mới, 8 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 2 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12,13 tiêu chí. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa tiếp tục chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo một điều kiện nguồn lực để tăng các tiêu chí, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, tập trung nguồn lực cho các xã Hòa Hợp, Tân Hòa, Trung Hòa hoàn thành các tiêu chí, tiến tới cán đích nông thôn mới cuối năm 2019. Hôm qua ngày 8 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Phạm Thị Xuân tại thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch. Bà Phạm Thị Xuân là vợ của liệt sĩ Hoàng Quốc Việt, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, bà tuổi đã cao, sức yếu, từng phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 80 triệu đồng xây ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể cùng bà con lối xóm hỗ trợ gia đình nhiều ngày công lao động. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp cho gia đình bà Phạm Thị Xuân ổn định cuộc sống và có nơi ấm cúng để thờ phụng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua việc học tập và làm theo lời Bác được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ hội viên nông dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo với những tấm gương tập thể cá nhân điển hình về học tập và làm theo lời Bác. Dù đã nghỉ hưu hơn 20 năm, nhưng ông Nguyễn Đức Hiển ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Nhận thấy chủ trương làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là việc làm đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Vì vậy, ông đã tự nguyện hiến hơn 150 m2 đất
và nhiều tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. Ông là một hội viên hội nông dân là phải. Thứ hai là ông là 86 tuổi đời nhưng mà 60 năm tuổi đảng, cho nên ông phải gương mẫu vì theo lời kêu gọi của đảng, của chính phủ là phải xây dựng nông thôn mới để đưa cái cuộc sống ấm no. Không chỉ riêng ông Nguyễn Đức Hiền, những năm qua nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã Quảng Xuân đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình làm theo lời Bác. Thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác trong cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thì chúng tôi vẫn xác định là một trong những cái tiêu chí khó đó là cái tiêu chí là giao thông nông thôn, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều. Sau khi mà chỉ thị đã lan tỏa đến từng tân cán bộ hội viên thì là đã nâng cao cái nhận thức của cán bộ hội viên nông dân trong toàn xã lên, vì vậy mà đã có rất nhiều cái gương điển hình tiên tiến. Ngoài cái vấn đề mà đóng góp theo cái chủ trương xây dựng nông thôn theo chủ trương thì họ đã tự giác là hiến đất, hiến công, hiến kế, hiến tài sản để mà xây dựng các cái trục đường giao thông liên thôn cho sạch đẹp, rộng thoáng mát, để là và xây dựng các cái công trình phúc lợi khác trên địa bàn. Thời gian qua, cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã chủ động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Những năm qua đã có hơn 20.000 hội viên nông dân đã triển khai nhiều việc làm thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ cho hội viên nông dân vay vốn. Hiện nay toàn huyện có hơn 18.000 hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội, thực hiện cái lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Hội nông dân các cấp trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác cả phong trào thi đua yêu nước, trong đó là tập trung là vấn đề thi đua lao động sản xuất, thi đua xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa là tổ chức thực hiện có hiệu quả cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thì trên cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào thì có nhiều gương hội viên nông dân điển hình đi đầu trong việc ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư vào sản xuất để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn toàn huyện. Từ những cái kết quả đó thì hội viên nông dân đã được cấp ủy đảng, chính quyền rồi hội nông dân các cấp biểu dương, ghi nhận và khen thưởng trong những năm qua. Trong cái thời gian tới thì ban thường vụ huyện sẽ tiếp tục là đẩy mạnh công tác là tuyên truyền phổ biến cái thực hiện cái chỉ thị và đặc biệt là theo chuyên đề của từng năm, đồng thời là cụ thể hóa cái nhiệm vụ của hội vào cái việc thực hiện gắn với việc thực hiện cái chỉ thị. Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động của hội, phát huy vai trò kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, liên kết hợp tác theo chuỗi, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập hợp tác xã để nông dân cùng nhau hỗ trợ sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, trên khu vực các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn và vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có các đám mây đối lưu hình thành và phát triển. Mây có xu hướng mở rộng và di chuyển về phía Tây Bắc. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây dông này sẽ gây mưa rào và dông cho các huyện nói trên, sau đó mưa dông có khả năng lan sang các vùng lân cận khác. Vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết trưa và chiều nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 9 tháng 10 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 74% đến 98%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 71 đến 98%.
Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 94%. Khu vực thị trấn Kiên Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 94%. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.